tính lừa nóng quá vậy, nóng bây giờ nè, bỏ trong cốp xe đó. Cái cốp xe lúc nãy là nó có tác dụng là để hâm vịt nướng á. Đúng rồi, mà bỏ vịt vô hâm nó nóng quá. Vô số 8 lên mắm. Nhà bà đó là chú không có bị gì hết. Em gần nhỏ nè. Tháng ngày tôi đắm say trong cuộc tình. Ngày thề người chào cùng nhau sống chung tình. Trăng sáng đêm về ta hẹn. Anh về rồi trong ơi. Về chiều lắm. Thank you.
Cơ sẽ trong ơi mới vô à, lên em. Mã lá lên cô Mát, mã lá lên mới thấy mấy mặt mới rõ. Không biết mở lá hả? Hả? Mở lá lên gì? Rồi anh Mát chiếu, gọi vô ông chiếu hả? Chú ông chiếu vậy? Lộn. À, đúng rồi mày. Nãy ngủ lên nữa. Quan trọng nói mày bên Thanh rồi. Love.
thấy lòng như rối bời. Mình ở tù nó đeo đi tâm, mà bây giờ nó bó đeo dài. Em ơi em mang tội, em ơi em bó anh. Anh em tội. Tiếp bài. Ngày mai đám cưới anh bán cà đám nuôi em. Bán cà đám ai đủ ngon gì cái gì bệnh miệng Hương Giang ngáo hả? Anh Tý ca sĩ với lại anh Tony Móm nha anh em. Với Thanh Tù Lô. Ngáo hay gì bệnh miệng vậy? Quay Thanh với tụt like tụt người xem luôn kỹ đây. Thank you.
Hello, hello đi mắm. Quay thanh tục lai hoài luôn. Chưa thể nó mới ngáo à. Thấm thấm. Yeah.
à, chứ không tới rơi là xuống nhà đi quýnh ca nãy giờ đó. Vậy quýnh la là cỡ soi à. Cắt sao cắt quýnh rồi hả? Mang đi thành phố rồi, bây giờ em đang thức cửa nhà không bây giờ bên kia rồi. Cái gì chắc tưởng có cái chiên hỏi thôi, mai mình thành phố. Ngày cấp chiều về, cũng là bệnh dưới lắm không hỏi. Chưa đàn. Nói chung là bệnh. Nghe đâu lại? Nói chút xíu điện lên cho. Cái này có gì? Quen lắm. Cái này có cái máy ép á. Ừ. Xe nhà cùng nhìn. Làm mì á. Ăn bột á. Cái máy giống như rồi, nhắn bọt á, cái không nghe giọng biết hay là đỉnh luôn. Đọc anh chỉ đào quá. Không có bọc bún không à, nhưng mà để mắm nghe tướng. Này cũng đi cũng đi rồi điện. Không. Quen đầu lắm. Quen đầu không quen không. Bay lên xa. Thịt má kim cắt. Cạc cái gì mà. Đem mát bài coi. Em chắc có về á, có về á. Không biết nữa. Thôi, không quỷ. Mấy trận đưa phím rồi biết tay rồi, biết tay trời đâu nó mớ. Nãy ngủ, đấy rồi, nãy mình tôi hơn. Cái vậy mình có dùng điện. Là được rồi, được. Có uống đâu mình ngồi ca mình ca đây có uống đâu. Hôm nay ăn chay á. Chồng gì lên. Nói lại cái này. Từ từ anh em ơi, chỉnh đàn cái. Đừng nôn. Dạ, bài đi. Liên tục chương trình chủ nhà sẽ hát bài. Chủ nhà hát bài đi. Chủ đang nghĩ con hàng. Hàng ơi sao đẹp quá. Tôi ngó thấy bê xì. Tôi đã chống đu luôn. Rồi dòng xuống lò xe. Ở ngã sau bụng bình. Con hàng được kiểm tra là cái giá có 2 ngàn. Em yêu ơi, anh giấu mắn rồi. Em yêu ơi, chứ mãi đi sắm đầu. Còn bao nhiêu xa lánh, còn bao nhiêu đánh bại rồi. Không nha, hẹn không có đây nha. Tôi đứng trước quan tò, tò hôm nay đông người lắm. Tôi thấy mắt em buồn, đôi mặt ngứa quen mây. Ngập ngừng thật lâu, em đeo nói một câu. Quan tò liền kêu quán là cái án năm năm nhậu. Em yêu ơi, xin em chớ buồn, anh ra đi, anh sẽ chớ về. Người yêu ơi đừng khóc, người yêu ơi cố chờ rồi một năm anh lại. Có mà mới chưa? Ngày mai bắt anh đi lúc đó khoảng 8 giờ. Vô mắt. Nhìn theo chiếc xe bích bông nó đưa anh về đâu. Tông lễ chẳng nàng ơi, biết bao nhiêu buồn vui. Thân đẹp anh thao thức trong căn phòng đầy bóng tù. Nhớ em nhớ.
nhớ nghe kiều chứ sao anh được gặp mẹ khi anh ra đi ở quê nhà em đừng ơi chờ 8 năm nữa thôi rồi anh sẽ quay trở về còn con mình nữa nhờ em dạy dỗ khi anh về anh tình anh thu anh chung sớm môn gì cũng đi tàu nhưng lo cho em với con thơ ở quê nhà tiền đâu mà sống làm sao mà sống khi anh còn ở đâu thời gian 8 năm trôi qua anh có lần tha về con nhắn tiền muốn nấu cáo nào giặc nghĩ bao hôm tính em lấy chồng giàu sang nó cao to đẹp dài nhưng đéo thương em bằng anh hay thôi em thương tiếc chi cho một thằng ở tù Chúa đã an bài cho số em không được gặp anh. Ngày bữa ba cả con bữa với chú Vinh với thấy cái hình cái đàn sau lưng nào trong cái hình cái đàn sau lưng nào trăm lần về quê anh thấy buồn. Sống qua một kiếp đời ăn cơm, kiếp giật đầu ăn chơi. Người ơi chắc em còn nhớ chỉ quà dành cho giới giang hồ, lao tù lao quán cho ăn chơi. Ai mà đến được nơi đó bước vào phòng A B có lẽ chắc không chờ về sướng không nghe sướng không đêm đêm khám lớn cô đang mạnh anh nhớ em anh gọi tên mai đây có đưa vô biệt giam bãi lời và câu nhắn nhau với em yêu rằng mình chọn đời có nhau ở tù rồi đây anh sẽ về anh về anh kiếm người yêu xưa chúng ta cùng đắm dầm mơ ước sống cuộc đời tự do giá từ tháng năm lao tù chúng ta cùng đắm dành mơ ước sống cùng đời tự do giá từ tháng năm lao tù hay quá để làm lâu đây không các bạn uống ra cái nữa mệt quá ơi vô bờ rồi vô bỏ tay luôn bỏ tay mà đó mới chị